Cánh cửa mới và cuộc cứu nước của Tổng thống Trump. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Thứ nhất là phần cánh cửa mới. Cánh cửa mới ở đây là mới của mình mà cũ của người, của Mark Lenin, của Gorbachev, của Boris Yeltsin, của Cuba, của Bác Mao, của Trung Cộng. Cánh cửa cũ là cánh cửa 245 năm của Hoa Kỳ hiện đang bị gió dập cơ hồ như là rút bản lề. May có ông Trump nắm giữ 4 năm qua và bây giờ ông cố giữ nó. Hôm 19 tháng 10 vừa qua có tin đáng buồn là tượng của người sáng lập Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, bị trục đi khỏi phòng hội đồng thành phố New York và cho đến nay chưa quyết định sẽ đưa đi đâu. Họ đã biểu quyết theo yêu cầu của các nghị viên dân chủ như Charles Barron và Inez Barron, cho rằng ông đã làm chủ một số nô lệ trong quá khứ khiến họ cảm thấy khó chịu. Theo lẽ thường, nếu ông không làm chủ nô lệ thời đó thì ắt sẽ có người khác làm. Và cũng chính vì có làm chủ nô lệ thì ông mới nảy ra ý tưởng và viết nên cái bản tuyên ngôn độc lập mà ngày nay cả thế giới lấy đó làm nền tảng cho nhân quyền, bình đẳng và tự do tôn giáo. Cụm từ tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng là một phần trong câu tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà Thomas Jefferson đã viết vào năm 1776 trong thời gian đầu của cách mạng Hoa Kỳ, có nội dung như sau. Chúng ta coi những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người được tạo ra là bình đẳng, rằng họ được tạo hóa ban tặng một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Bức tượng đã ở đó hơn 100 năm để vinh danh, để tỏ lòng biết ơn và để ghi nhớ một thời có cả xấu lẫn tốt, đó là lịch sử, để cho chúng ta có ngày hôm nay. Nay vì thấy khó chịu mà quật mồ lịch sử, cho rằng ông làm chủ nô lệ. Vậy thì có thể nào bỏ luôn những thành quả của ông? Những thành quả mà để cho nhân loại được sống trong tự do và bình đẳng, ngay cả đảng phái đưa ra khiếu nại này cũng đang được hưởng hay không? Có thể nào chăng? Cách mạng Mao Trạch Đông cũng xóa bỏ lịch sử, để chỉ còn lịch sử của cách mạng Cộng sản từ năm 1949. Bây giờ, chừng như đến lượt Hoa Kỳ trắng. Và Tổng thống Trump đã tuyên bố, chà, cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra. Thomas Jefferson quá cố vĩ đại, một trong những tổ phụ quan trọng nhất của chúng ta và là tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập đang bị trục xuất ra khỏi phòng hội đồng thành phố New York trắng lệ. Ai có thể nghĩ rằng điều này có thể xảy ra? Tôi đã nói và tôi đã gọi từ lâu. Tiếp theo sẽ là Benjamin Franklin, Abraham Lincoln và tất nhiên là George Washington. Cánh tả cấp tiến đã trở nên điên rồ và nó đã gây tổn hại nặng nề cho đất nước chúng ta. Nhưng một ngày nào đó, những người lành mạnh sẽ trở lại và đất nước của chúng ta sẽ được tôn trọng trở lại. Và tiếp theo đây là tin vui. Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ ra mắt ứng dụng truyền thông xã hội của riêng mình, True Social, sẽ đối đầu với công ty Big Tech như là Twitter và Facebook đã cấm ông khỏi nền tảng của họ. Trump Media và Technology Group, gọi tắt là TMTG, cho biết sẽ tung ra một mạng xã hội mới, chuẩn bị ra mắt phiên bản thử nghiệm cho những vị khách được mời vào tháng tới và sẽ trực tuyến trên toàn quốc trong 3 tháng đầu năm 2020. Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố bằng văn bản có trong thông báo như sau. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Taliban có sự hiện diện rất lớn trên Twitter, nhưng Tổng thống Mỹ yêu thích của bạn đã bị bịt miệng. Điều này không thể chấp nhận được. Tôi rất vui mừng được gửi sự thật đầu tiên của mình trên True Social rất sớm. TMTG được thành lập với sứ mệnh góp tiếng nói cho tất cả mọi người. Tôi rất vui khi sớm bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình về True Social và đối đầu với các công nghệ lớn Big Tech. Tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump và tập đoàn mua lại thế giới kỹ thuật số Nasdaq DWAC đã ký kết một thỏa thuận hợp nhất dứt khoát cung cấp sự kết hợp kinh doanh dẫn đến việc tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump trở thành một công ty niêm yết công khai tùy thuộc vào sự chấp nhận của cổ đông và các cơ quan quản lý. Giao dịch định giá tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump với giá trị doanh nghiệp ban đầu là 875 triệu đô la với khoản thu nhập bổ sung tiềm năng là 825 triệu đô la từ cổ phiếu bổ sung theo mức định giá mà họ được cấp với mức định giá tích lũy lên đến 1,7 tỷ đô la tùy thuộc vào hiệu suất của giá cổ phiếu sau kết hợp kinh doanh. Ban đầu thì kế hoạch tăng trưởng của tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump sẽ được DWAC tài trợ bằng tiền mặt, ủy thác là 293 triệu đô la. Giá cổ phiếu của DWAC trong ngày 21 tháng 10 đã tăng vọt 460%, từ 12.73 đến cuối giờ là trên 58. Và chúng ta thấy có nơi để ăn nói được tự do một cách trung thực, có xu hướng bảo vệ hiến pháp, bảo vệ tự do và gìn giữ văn hóa là điều đáng mừng. Chỉ hy vọng là nó được tồn tại và phát triển. Bởi chưa chi mà có nhiều thành phần đối nghịch đã đòi xâm phạm và chê biếm lung tung. Tiếng nói bất đồng chính kiến bị bóp nghẹt là điều đáng sợ với bất kỳ hình dạng nào và trong thời kỳ nào. Dù có làm thỏa mãn lòng nhỏ nhen của một số người bởi họ không nghĩ đến đời sau, chưa chắc con cháu của họ có chịu nịnh nọt một chiều hay không.
Khi ấy, chúng gặp khổ thì chắc chắn sẽ trách cha ông của mình sao lại kém nhận thức đến thế. Có phải không? Đất nước đang lâm nguy hầu như ai cũng biết, khủng hoảng khắp nơi. Cơ hồ vận nước đang đứng trước bờ vực thẳm. Những ai có tinh thần tự giác, những công dân có ý thức trách nhiệm và tình yêu nước chân thành, kẻ thì tức giận, buồn phiền, chán nản, người thì lo ngại không chỉ cho hiện tại mà cả thế hệ tương lai và tự hỏi, tự do đúng nghĩa dành cho nhân loại có ý hướng thượng sẽ còn chăng? Và có người lại băn khoăn ta phải làm gì, hoặc là thôi đành đánh liều nhắm mắt đưa chân theo con đường mà hiện nay nhà nước đang đưa ta đi về một chủ nghĩa cũ của người nhưng mà mới của ta. Đại diện tư tưởng đảng Dân Chủ mới, tứ trụ gồm có các bà do AOC thủ lĩnh, bác Sanders và nay có người ngồi ghế tổng thống hiện nay là ông Biden. Và đó là câu hỏi lớn trong thời buổi lịch sử đất nước có hàng vạn nguy nan. Những tưởng rằng Hoa Kỳ xong một đời nền tảng tự do. Nhưng như quý vị và các bạn đã thấy, ở đâu ra một ông Trump gác sự nghiệp vật chất với đời sống vương giả một bên và tiếp tục chiến đấu cứu nước không mệt mỏi. Điều đó có nghĩa là có kẻ đóng thì ắt có người mở. Và diễn đàn này xin tạm mượn một số đoạn video clip từ Rightside Broadcasting Network hay là Newsmax hay là Fox News, vân vân. Xin giới thiệu giúp cho quý vị và các bạn giữ vững niềm tin đất nước thần tiên này đang có người cứu. Và diễn đàn đã từng nói, kết quả của các cuộc thanh tra bầu cử đã cho thấy những bằng chứng của cuộc bầu cử bất thường, không liêm chính, đen tối như chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Có kẻ ăn hớt nói càng rằng là kiểm phiếu thấy ông Biden thắng và có thêm phiếu. Tin rằng quý vị và các bạn, những ai trí còn sáng suốt, tinh thần còn độc lập, tự chủ chắc không dễ gì gật đầu như họ, chỉ biết vâng theo mà không chịu suy luận. Sự thật báo cáo số phiếu không hề bao gồm những bằng chứng, những phát hiện bất minh khác. Sự thật không đơn giản quê mùa như chỉ tuyên bố các con số đếm. Và những bằng chứng gian dối bất thường không giúp giành lại được quyền lực để cuộc cứu nước dễ hơn thì cũng là thành công trên đường dài. Nó là nền tảng hiển nhiên hợp pháp, giúp cho nhà trí sĩ có thêm sức bật, tha hồ trình bày trong các cuộc vận động trên khắp nẻo đường đất nước, khiến người dân thấy rõ bộ mặt thật của thời đại mà kẻ ghét hiến pháp, chống Mỹ, vặn ngược trục quay để làm cho vỡ tung cả cổ máy, mong sẽ làm sụp đổ cả hệ thống, thay vì tiếp tục cạo sữa chấp vá dần hồi hiến pháp, không mang lại đủ hiệu quả như họ mong muốn trong mấy chục năm qua. Song song với việc trình bày hình ảnh một đất nước đang ngập chìm trong khủng hoảng, trong các cuộc vận động, thì nhà trí sĩ sẽ vực dậy sức mạnh tiềm ẩn của nhân dân Hoa Kỳ mà người ta thường gọi là Sleeping Giant, và nó đang được vực dậy một cách thật mạnh mẽ. Nhìn các cuộc tập trung hàng ngàn người tham dự mặc dù không phải là đang bầu cử, thì đủ biết lòng dân như thế nào. Những ai may mắn thoát khỏi một sức mạnh mà bà Dương Thu Hương từ Bắc vô Nam sau năm 1975 đã trải qua hơn nửa đời kinh nghiệm qua bài Sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân của bà, thì dĩ nhiên biết tự hỏi tại sao và tự trả lời một cách đúng đắn, khách quan. Ngoài ra, thì có lẽ nên xem chừng óc độc lập phán đoán của mình có còn chăng hay là có kẻ đã lấy mất rồi. Thật vậy, Tổng thống Trump trong các lần diễn thuyết, ông ta tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là nước xã hội chủ nghĩa và người dân không để điều đó xảy ra. Khi ông ta nói như vậy, thì hàng chục ngàn người tham dự hô vang USA, USA, USA. Như vậy xem ra người dân Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Trump đã nhận rõ bàn chân mình đang đứng ở đâu và vì sao, mặc dù họ không phải là người bỏ chạy khỏi xã hội chủ nghĩa. Hôm nay diễn đàn độc lập xin trình bày giới thiệu đoạn trích trong bài nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ của Tổng thống Trump hôm ngày 9 tháng 10 năm 2021 vừa qua. Phần còn lại chỉ xin mời quý vị và các bạn hãy vào vietnameseoutlook.blogspot.com để xem toàn văn buổi nói chuyện của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã nói về những gì chúng ta đã mất như sau. Ông nói, và tất cả các bạn, những người Mỹ yêu nước đang làm việc chăm chỉ mà chúng tôi biết, và chúng tôi yêu quý tất cả các bạn. Khi chúng tôi đến đó tối nay, hàng triệu người Mỹ đang nhận ra rằng Biden và những người cực đoan cánh tả đã đưa quốc gia của chúng ta đến bờ vực diệt vong. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như những gì đang xảy ra. Chỉ sau 9 tháng dưới thời Biden, những tên tội phạm hình sự và băng đảng khát máu đang chiếm lấy đường phố của chúng ta. Những người ngoài bất hợp pháp và những băng đảng ma túy giết người đang chiếm lấy biên giới của chúng ta. Lạm phát đang chiếm lĩnh nền kinh tế của chúng ta. Trung Quốc đang tiếp quản công việc của chúng ta. Taliban đã chiếm Afghanistan. Những người cánh tả hiếu chiến đang chiếm lĩnh các trường học của chúng ta và những người theo chủ nghĩa xã hội cấp tiến đang chiếm lấy đất nước của chúng ta. Và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Và bạn không thể nói tôi không cảnh báo bạn, nhưng tôi cũng không thể nói bạn không nhận ra vì bạn đã ra ngoài và bỏ phiếu như chưa từng có tổng thống đương nhiệm nào nhận được phiếu bầu như thế trước đây. Cuộc bầu cử đã bị gian lận. The suppression polls, they should be illegal, but basically it's the fake news. Oh, you have a lot of people there, fake news.
đó là những phòng phiếu trắng áp. Chúng phải bị xem là bất hợp pháp, nhưng về cơ bản đó là tin giả. Ồ, bạn có rất nhiều người ở đó, tin giả, đó là tin giả. Và ông nói tiếp, ngay khi chúng ta đang nói, Joe Biden và các đảng viên dân chủ cực đoan cánh tả trong Quốc hội đang cố gắng tống qua các dự luật chi tiêu cả thế giới trị giá 5.000 tỷ đô la, chi phí cao hơn toàn bộ số tiền mà Hoa Kỳ đã chi cho bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử của đất nước chúng ta. Đây không chỉ là dự luật chi tiêu lớn nhất mọi thời đại và là đợt tăng thuế lớn nhất mọi thời đại. Sự quái đản này còn gây nguy hiểm cho đất nước chúng ta và rất tai hại cho con cháu của chúng ta sau này. Sự quái dị này là dự luật chấm dứt nước Mỹ như chúng ta đã biết. Thật là tồi tệ. Và đảng Cộng Hòa phải mạnh mẽ, phải luôn luôn mạnh mẽ, phải chiến đấu đưa đất nước của chúng ta trở lại. Đó là một dự luật chuyển đổi xã hội chủ nghĩa. Đó là một dự luật xóa bỏ biên giới. Đó là dự luật tiêu hủy năng lượng của Mỹ. Lần đầu tiên chúng ta có được năng lượng độc lập. Bây giờ thì họ đang gọi cho OPEC, cho Nga và các quốc gia khác. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi một ít dầu. Xin bạn làm ơn. Chúng ta đã chấm dứt điều đó. Chúng ta đã có nhiều hơn mức cần thiết. Khi tôi rời nhiệm sở, chúng ta có nhiều năng lượng hơn. Chúng ta tiếp tục có nhiều hơn. Chúng ta đã có nhiều dầu và khí đốt hơn xa cả Ả Rập Xê Út, hơn xa cả Nga. Nhưng bây giờ sao lại kêu gọi họ giúp đỡ? Ở Alaska, họ đã đóng chặt Anchorage. Họ đã cố gắng mở từ Ronald Reagan, nhưng đã không thể mở được, và tôi đã làm được. Ở một đoạn khác, Tổng thống Trump đã chỉ trích chính sách xã hội chủ nghĩa của đảng Dân Chủ như sau. Ông nói, đây chỉ là một số bất ngờ xấu xí trong tai họa của những người theo chủ nghĩa xã hội của đảng Dân Chủ. Theo Ủy ban hỗn hợp phi đảng phái về thuế, dự luật chi tiêu của Biden sẽ tăng thuế đối với các gia đình lao động hơn bao giờ hết. Kế hoạch Biden sẽ làm cho mức thuế kinh doanh của Hoa Kỳ cao hơn đáng kể và đưa nước này trở lại một trong những mức cao nhất thế giới và thực sự cao hơn đáng kể so với một nơi được gọi là Trung Quốc Cộng sản. Bạn đã bao giờ nghe nói về nó chưa? Trên thực tế, nếu tính đến tất cả các loại thuế theo kế hoạch của Biden, thì dự luật của đảng Dân Chủ sẽ mang lại cho các doanh nghiệp lợi thế về thuế sắp xỉ 100% để tìm việc làm ở Trung Quốc chứ không phải ở Hoa Kỳ. Hãy nghĩ thử xem. Tổng thống Trump nói rằng ông Biden và đảng Dân Chủ lo xây dựng nước ngoài, giúp cho Trung Quốc, lo cho người nước ngoài thay vì nghĩ đến an ninh, kinh tế, đời sống của dân Hoa Kỳ. Chẳng những thế, họ còn mở ra những mối nguy cho đất nước hôm nay và mai sau. Ông nói, chúng ta đang khuyến khích mọi người đến Trung Quốc, nhưng không phải ở đây. Ây cha, tôi tự hỏi tại sao như vậy. Kế hoạch Biden sẽ xây dựng Trung Quốc, nhưng đảng Cộng Hòa của chúng ta thì muốn xây dựng nước Mỹ. Rất đơn giản có vậy thôi. Dự luật của các nhà xã hội chủ nghĩa Biden cũng bao gồm lệnh ân xá hàng loạt và đại học miễn phí. Đừng hào hứng với những người nước ngoài bất hợp pháp. Không phải cho bạn đâu, nhưng cho những người nước ngoài bất hợp pháp. Nó bao gồm sự gia tăng đột ngột trong quá trình di cư theo chuỗi và loại bỏ giới hạn thẻ xanh đối với lao động nước ngoài. Họ quả thật có nhiều may mắn đấy. Nhân đây thì xin nói, chúng tôi đã tạo ra nhiều việc làm hơn bao giờ hết. Chúng tôi có 12 tháng trước, chúng tôi có 160 triệu người làm việc tại đất nước này, con số cao nhất cho đến nay. Người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, phụ nữ, nam giới, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học hàng đầu, những người chưa tốt nghiệp, những người không có bằng cấp 3, chưa từng có bằng tốt nghiệp, mọi nhóm đều có điểm cao nhất trong số mà họ từng có. Hàng trăm nghìn người hiện đang đổ về Hoa Kỳ từ Haiti. Những người đến đất nước của chúng ta là không có học thức. Trong nhiều trường hợp họ không nói được ngôn ngữ của chúng ta. Họ không có những khả năng mà chúng ta cần để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bạn đâu có bao giờ nghe thấy biểu hiện đó chưa? Và họ đã ở trong rất nhiều năm. Thật đáng buồn là họ đã thất nghiệp. Dự luật của đảng Dân Chủ cũng thừa nhận mọi công dân của nước ngoài trước đây bị từ chối theo lệnh cấm đi lại do an ninh quốc gia của tôi. Nhớ rằng tôi đã có lệnh cấm đi lại. Mọi người đều nói, ô thật là một điều kinh khủng. Tôi nói không, chúng tôi thật sự không muốn những người ở trong đất nước của chúng tôi rồi sẽ làm nổ tung các thành phố của chúng tôi. Nếu bạn không có phiền, chúng tôi không muốn đại lộ thứ 5 bị nổ tung. Họ đã có đủ thời gian và tội phạm trên đại lộ thứ 5 và Chicago và nhiều nơi khác. Chúng tôi đã thắng tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về lệnh cấm ra vào của vô số di cư không được thanh lọc từ các quốc gia có khủng bố và họ không được phép vào. Chúng tôi đã nói không muốn. Cho tôi xin lỗi. Chúng tôi muốn đúng đắn về mặt chính trị. Chúng tôi muốn tốt đẹp. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không muốn những người muốn làm tổn thương nhân dân của chúng tôi, muốn làm tổn thương đất nước của chúng tôi. Tôi nghĩ điều đó là đúng thôi. Dự luật ấy sẽ bao gồm tài trợ cho số lượng không giới hạn các công dân Afghanistan chưa được sàng lọc, được đưa đến Mỹ và được cung cấp phúc lợi miễn phí và các phúc lợi của chính phủ với sự ủng hộ của bạn, của các bạn, người dân Iowa và người Mỹ đã đóng thuế. The Democrat package includes a plan to demolish the U.S. energy industry, which has largely been done in a period of 9 months.
starting with a $630 billion down payment on the socialist Green New Deal, which is throwing money out the window at the expense of future generations. Gói của Đảng Dân chủ bao gồm một kế hoạch phá hủy nền công nghiệp năng lượng của Mỹ, phần lớn đã được thực hiện trong khoảng thời gian 9 tháng, bắt đầu khoản thanh toán 630 tỷ đô la cho thỏa thuận mới xanh xã hội chủ nghĩa, vốn đang ném tiền ra cửa sổ, với chi phí của tương lai nhiều thế hệ người Mỹ. Thỏa thuận xanh mới được hình thành và thực hiện trong khoảng 15 phút bởi một số người cấp tiến ngồi chung quanh trong một căn phòng không biết gì về môi trường cả. Dự luật của họ đã bao gồm các loại thuế và chi phí mới khổng lồ và dầu của Mỹ, và đặc biệt là sản lượng khí đốt của Mỹ để giết chết công việc làm ăn của các nhà đầu tư dầu khí, tàn phá các công nhân ở Pennsylvania, Ohio, Texas, Oklahoma, North Dakota và nhiều bang khác. Giá xăng và sự lạm phát đã tăng vọt. Tôi đã thấy một ngày kia mức lạm phát cao nhất trong 24 năm. Hãy nghĩ xem. Nó sẽ tăng lên hơn thế nữa. Hãy chuẩn bị đi. Dự luật của Đảng Dân Chủ đã áp đặt thuế năng lượng mới đối với khí methane, dự kiến sẽ làm tăng chi phí năng lượng của bạn hàng trăm đô la mỗi năm, tỷ lệ phần trăm, và thậm chí không ai biết phải nói gì. Tăng 50, 60, 70 đến 80% một cách nhanh chóng. Dự luật bãi bỏ tu chánh án hay buộc người nộp thuế phải tài trợ cho các chương trình nghị sự phá thai cực đoan của phía cánh tả, sẽ xác trẻ em sơ sinh ra khỏi bụng mẹ cho đến tận thời điểm sinh ra, và trên thực tế giết chết trẻ sơ sinh ngay cả khi mới sinh. Bạn đã thấy điều đó ở Virginia với thống đốc Virginia sau khi sinh luôn. Ở Đảng Cộng Hòa, chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ là một món quà thiêng liêng của Thượng Đế. Đến đây, Tổng thống Trump cũng vạch trần việc chi tiền cho truyền thông cánh tả, mặc dù họ bao che những sai lầm dối trá, nhưng lại tấn công những việc làm tốt đẹp, ích quốc lợi dân, ngay cả những thành quả trước mắt. Ông cũng vạch trần những dối trá trong dự luật, nói rằng xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng thật ra là chỉ có 9% mà thôi. Ông nói, dự luật xã hội chủ nghĩa của Đảng Dân Chủ cũng bao gồm khoản hoàn trả 1.3 ngàn tỷ đô la cho ngành công nghiệp tin tức giả. Những người này, nhưng chúng ta cấp tiền cho họ, họ không xứng đáng được hưởng. Bằng cách là bảo trợ và thuê những phóng viên tại các cơ quan truyền thông trên khắp đất nước. Có nghĩa là các cơ quan truyền thông tự do phóng túng cánh tả. Bạn có thể tưởng tượng trên tất cả những thứ khác, hàng tỷ đô la đang được chi để chăm sóc những người không báo cáo sự thật này. Họ không báo cáo sự thật. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông không nói gì về Biden xử lý COVID, hoặc là mặc dù tất cả các loại vaccine mà chúng tôi đã nghĩ ra, phương pháp điều trị mà chúng tôi đã đưa ra và kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp cho ông Biden về khoảng thời gian khủng khiếp này. Ông ta đã không hoàn thành công việc bởi vì bây giờ chúng ta có nhiều người chết vì COVID vào năm 2021 với vaccine đã có, với liệu pháp điều trị. Nhiều người đã chết vào năm 2021 hơn tất cả trong năm 2020. Nhưng các phương tiện truyền thông im lặng, họ không nói về điều đó, họ ghét nói về điều đó. Bạn có thể tưởng tượng nếu tôi là tổng thống và ôm những con số này, và một số người sẽ nghĩ rằng, trước hết, ông ấy đã không trúng cử, được chứ, quên điều đó đi. Nhưng một số người nói, ồ, thưa ngài, đó là COVID. Không thể tưởng tượng nổi, họ được phép nói điều đó về tôi. Họ gọi nó là không hợp pháp, họ gọi nó như là tất cả những gì đã được viết sẵn. Tôi cứ nói như vậy cũng được. Bây giờ là sự khác biệt. Hillary công nhận, tôi không bao giờ công nhận. Không bao giờ công nhận. Không có lý do để công nhận. Khi bạn nhìn vào con số của những tiểu bang độc lập này, và chúng ta sẽ nhanh chóng xem qua chúng ở trong thời gian ngắn. Nhưng khi bạn nghe thấy những con số về các tiểu bang này, không có lý do gì để thừa nhận cả. Họ không nên công nhận. Thực tế là họ đã tấn công đất nước của chúng ta, mặc dù các con số lớn hơn, họ không có đồng hồ chết ở góc phía bên phải. Hãy nhớ rằng ở trên CNN, tin tức giả mạo đã tụt xuống 80% về xếp hạng. Even though the numbers are greater, they don't have the death watch in the right-hand corner. Remember on CNN, fake news, which is down 80% in... That's because it's fake news. They are the enemy of the people. The Democrat bill... Và Tổng thống Trump nói tiếp, đó là bởi vì tin tức giả, họ là kẻ thù của nhân dân. Dự luật của Đảng Dân Chủ bao gồm hàng tỷ tỷ đô la cho các chương trình đào tạo bất hợp pháp của chính phủ lấy cảm hứng từ lý thuyết chủng tộc độc hại, mê tín và phê phán. Nó được nhồi nhét với cái gọi là dự phòng vốn chủ sở hữu, gọi là công bằng hay là equity. Bạn có biết vốn chủ sở hữu equity có nghĩa là gì không? Tức là chúng tôi tước lấy nó từ tay của bạn và đưa cho người khác. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ lấy được khỏi quá nhiều người trong số các bạn. Tôi có một cảm giác. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ tước lấy nó từ tay bạn. Nhưng đó là một từ mã để chỉ sự phân biệt đối xử bất hợp pháp của chính phủ mà họ muốn đưa vào mọi thứ. Từ giáo dục, nhà ở, chăm sóc sức khỏe cho quân đội của chúng ta nữa. Họ cũng đang trao cho IRS sức mạnh để tiêu diệt, giống như họ đã cố gắng làm đối với Tea Party và các tổ chức cơ đốc, và giống như họ đã luôn cố gắng làm đối với tôi. Vâng, bạn thấy đó. Chúng tôi chiến đấu sống chết. Tất cả chúng tôi chiến đấu một cách sống chết. Dự luật này là một sự kết hợp độc ác giữa việc làm, tăng thuế để triệt hạ,
theo kiểu chủ nghĩa phát xít sẽ hủy diệt quốc gia của chúng ta. Và để nghĩ xem, chúng ta có 11 đảng viên Cộng hòa cùng với một phần nữa là đứng đầu là ông Mitch McConnell. Bạn có tin được không? Mitch McConnell, số 11. Và bạn biết ra sao không? Đã cho đảng Dân Chủ thêm thời gian 2 tháng, đã cho họ có thêm thời gian để toan tính. Bây giờ thì họ có thêm 2 tháng để tìm ra cách chèn ép chúng ta. Đó là những gì họ đã làm. Họ đã chấp thuận như thế, và họ nên xấu hổ về chính mình. Đảng Dân Chủ cấp tiến sẽ hạ mức giá cuối cùng để cố gắng đánh lừa công chúng. Họ sẽ nói, ồ, chúng tôi không muốn 5, bởi vì nó thực sự là 5, nó không phải là 3.5. Ngoài ra, nó không phải là một dự luật cơ sở hạ tầng. Đó là cơ sở hạ tầng chỉ có 9% mà thôi. Phần còn lại là một đống rác mới màu xanh mà bạn cũng có thể vứt ra ngoài, bỏ nó vào giỏ đựng giấy vụn. Nhưng hãy nghĩ xem, hàng nghìn tỷ và hàng nghìn tỷ đô la, nhiều hơn bất kỳ ai thậm chí đã từng hình dung. Hầu hết nó cho các chương trình rác rưởi sẽ chỉ làm tổn hại cho đất nước của chúng ta mà thôi. Nhưng điểm mấu chốt mãi vẫn là sự chuyển đổi xã hội chủ nghĩa của nước Mỹ nếu họ cho phép điều này xảy ra. Vì vậy, khi họ nói về trần nợ, thì chúng ta có một lá bài rất là mạnh ở đó. Chúng ta không muốn vi phạm điều đó. Nhưng điều đó quan trọng hơn những gì mà họ sẽ làm bằng cách cho qua điều mà sẽ giết chết quốc gia của chúng ta. Tất cả những người Mỹ đều có ý thức chung. Đảng Cộng hòa, Dân chủ và Độc lập phải đứng vững, và bạn phải thực sự đứng mạnh mẽ, vững vàng để chống lại Biden. Nancy Pelosi điên rồ. Bà ấy làm một công việc tồi tệ và là kẻ tóm thâu quyền lực cực đoan. Và để kết thúc phần này, Tổng thống Trump đã cho thấy ông hiểu rất rõ Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ sẽ biến thành nước xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Và người dân cần phải ý thức điều này trong khi sử dụng lá phiếu trong kỳ bầu cử tới. Ông nói, và chúng ta phải tuyên bố với một tiếng nói thống nhất rằng chúng ta không thể cho phép Mỹ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Đó là những gì họ đang làm. Và tôi thật sự nghĩ rằng đó là một bước tiến xa hơn. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một quốc gia cộng sản. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. And we must declare with one united voice that we cannot allow America to ever become a socialist country. That's what they're doing. And I really think it's a step beyond. I think it's going to be a communist country. We're not letting it happen. Những người này, các phương tiện truyền thông không phổ biến bất kỳ điều gì họ làm sai. Bất kỳ điều gì họ làm cũng chả sao. Họ làm cho nó giống như là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra. Còn bất kỳ điều gì chúng tôi làm đúng, họ đều khiến nó trở nên tồi tệ, xấu xa và đồi bại. Họ là những kẻ bệnh hoạn và họ đang thực sự làm tổn thương đất nước của chúng ta. Trên thực tế, mọi nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ, Hạ viện và Thượng viện đều tán thành đạo luật đảo lộn này. Và đó là lý do tại sao mọi người trong số họ phải bị bỏ phiếu miễn nhiệm vào tháng 11 tới. Tháng 11 tới, nó sẽ đến rất nhanh chóng. Thời gian trôi nhanh có phải không? Thời gian trôi nhanh đấy. Và đến đây cũng xin thưa quý vị và các bạn, đến nay mà ai còn tin rằng Tổng thống Trump kỳ thị, còn tin rằng ông Trump thâm đồng với Nga, còn tin rằng ông có tội với đất nước, còn tin rằng ông chia rẽ, thì xin nói thẳng, đó là nói càng. Và có lẽ nên coi lại mình đã đánh mất của riêng, đó là tinh thần độc lập phán đoán. Để lấy lại thì chỉ có một cách là đừng nghe những gì mà các đài báo lâu nay đã tuyên truyền cho mình. Can đảm quay lưng. Riêng những ai có chủ ý bôi phết vì lợi ích chính trị thì cũng xin chúc mừng. Nhưng không lâu, bởi sự thật đang trở về với chính nó, cũng như không ai che lấp nổi mặt trời. Người Mỹ trắng và các dân tộc khác, kể cả đen, nâu, vàng, đỏ, ủng hộ Tổng thống Trump, đứng sau lưng Tổng thống Trump, xuống đường cùng Tổng thống Trump, là vì họ đồng quan điểm trở về với lẽ phải tự nhiên, đạo lý làm người, thay vì chạy theo chủ nghĩa chính trị, phi nhân, hủy hoại nhân văn. Họ ủng hộ và cùng ông giữ gìn các giá trị văn hóa, xã hội, nhân đạo, gia đình, dựng mối quốc gia là nền tảng căn bản, là cội nguồn của bình an và tự do, hạnh phúc của nhân loại. Bài nói chuyện của Tổng thống Trump còn dài, ông tiếp tục vạch trần mọi sự thật mà Đảng Dân Chủ đang đưa đất nước đi về đâu. Quý vị và các bạn có thể vào vietnameseoutlook.blogspot.com để xem tiếp toàn văn. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày thật vui khỏe và bình an. Và xin gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Xin tạm biệt. Bye bye. Joe Biden đối phó với khủng hoảng biên giới với kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên tuần tra. Ứng viên Thượng viện tuyên bố chỉ Donald Trump là tổng thống duy nhất chống lại được thế lực từ Trung Quốc. Lực lượng cựu chiến binh sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa và Donald Trump vào năm 2022 và 2024. Giám đốc điều hành hãng Pfizer gián tiếp xác nhận Joe Biden là tội phạm, sẽ bị bỏ tù vì tội lan truyền tin giả. Và sau đây là những bản tin chi tiết. Joe Biden đối phó với khủng hoảng biên giới với kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên tuần tra.
Kính thưa quý vị, Joe Biden đã gây ra một cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam bằng cách hủy bỏ các nỗ lực an ninh của Tổng thống Trump trước đó đã gây dựng. Việc xây dựng một bức tường yêu cầu những người xin tị nạn phải đợi ở Mexico cho đến khi phiên tòa của họ được tổ chức. Kết quả là một thông điệp được nhiều người biết đến với thế giới rằng biên giới của Hoa Kỳ đã rộng mở và những người đến được đó có thể tin tưởng vào những lợi ích mà quốc gia này mang lại. Kết quả là hàng triệu người đổ về thành một dòng không ngừng. Giờ đây, Tổng thống được cho là sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách sa thải hàng nghìn nhân viên hải quan và tuần tra biên giới. Pre-Beacon tiết lộ rằng gần 1/5 thành viên dịch vụ tuần tra biên giới sẽ bị sa thải vì chưa tiêm vaccine COVID-19. Và điều đó khiến hàng nghìn nhân viên cực kỳ cần thiết phải xếp hàng để thôi việc khi chính quyền Biden đấu tranh để bảo đảm biên giới. Các tài liệu nội bộ được Beacon xem xét cho biết khoảng 18% lực lượng nhân viên vẫn cần tiêm vaccine, nghĩa là khoảng 12.000 nhân viên có nguy cơ mất việc nếu họ không được miễn trừ tôn giáo hoặc y tế trước ngày 22 tháng 11. Pre-Beacon giải thích tầm quan trọng của vấn đề này. Việc thúc đẩy tiêm chủng diễn ra khi lực lượng tuần tra này phải đối mặt với nguồn lực căng thẳng trong việc quản lý cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới phía Nam. Vì một số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp cố gắng vượt vào Hoa Kỳ, các đặc vụ nói rằng họ thiếu nhân lực để tuần tra các khu vực được chỉ định. Trong khi đó, các nhân viên xử lý những người di cư có yêu cầu xin tị nạn đang làm việc trong các cơ sở thường xuyên vượt quá khả năng tối đa. Báo cáo cho biết, trong số các nhân viên biên giới thực tế, số người có thể bị loại bỏ lên đến khoảng 5.000. Một chỉ huy trưởng ở biên giới phía Nam nói với Pre-Beacon rằng có 50-50 khả năng tất cả họ sẽ bị sa thải hoặc bị cho nghỉ việc không lương. Công đoàn có tham gia, nhưng không chắc là có nhiều thứ để họ đứng vững. Vào tháng 9, chính quyền Biden đã tiết lộ một nỗ lực của toàn chính phủ nhằm yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải tiêm vaccine COVID-19. Brandon George, chủ tịch của Hội đồng tuần tra biên giới quốc gia cho biết, chúng tôi không thể mất bất kỳ ai và mong muốn bảo vệ biên giới. Vì vậy, chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của vaccine, trong khi chúng tôi sẽ khuyến khích mọi người tiêm vaccine, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của cá nhân được lựa chọn những gì họ đưa vào cơ thể của họ, đặc biệt là khi khoa học thay đổi thường xuyên. Trong khi đó, Fox News đưa tin rằng các quan chức tuần tra biên giới đã nói với các giám sát viên rằng họ phải thúc đẩy các nhân viên của họ thực hiện tiêm chủng hoặc tự đối mặt với kỷ luật. Điều đó cảnh báo, theo yêu cầu này, tất cả các giám sát viên của Hải quân và bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ được lệnh thảo luận với từng nhân viên của họ. Các công dân phải được yêu cầu tải lên các báo cáo tiêm chủng của họ và nếu không sẽ gây ra hậu quả cho họ. Fox News đưa tin, cựu ủy viên CBP Mark Logan tin rằng việc cơ quan này phải thúc đẩy các giám sát viên để khiến công nhân chấp nhận tiêm chủng cho thấy nhiệm vụ của Biden là một thất bại to lớn. Ứng viên Thượng viện tuyên bố chỉ Donald Trump là tổng thống duy nhất chống lại được thế lực từ Trung Quốc. Ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ Josh Mandel hôm thứ Năm nói với Rebel News rằng cả đảng Cộng hòa và Dân chủ của Quốc hội đều thất bại về chính sách liên quan đến Trung Quốc và những vấn đề mà người Mỹ đang gặp phải, chứng minh tầm quan trọng của chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump. Ông Mandel nói, tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy bây giờ với vấn đề vận chuyển, hậu cần và đưa hàng hóa đến Mỹ, nó làm nổi bật chương trình nghị sự của nước Mỹ trên hết và trọng tâm của ông Trump trong chương trình nghị sự đó được đưa vào sản xuất và chế tạo những thứ ở Hoa Kỳ. Ứng cử viên Thượng viện nói thêm rằng, vấn đề trong chính trị ngày nay là bạn có tất cả những chính trị gia này ở Washington. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, những người đang suy nghĩ về chu kỳ tin tức 24 giờ và chu kỳ bầu cử, trong khi Tập Cận Bình và người Trung Quốc, họ đang suy nghĩ về hàng thập niên, hàng thế hệ và thế kỷ. Ông Mandel nhấn mạnh, và chúng ta cần các thượng nghị sĩ và các nhà lãnh đạo ở đất nước này, những người sẵn sàng suy nghĩ dài hạn, những người sẵn sàng suy nghĩ chiến lược và những người có nghị lực và lòng dũng cảm để đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Mandel cho rằng cả các chính trị gia đảng Cộng hòa và Dân chủ đều thất bại khi đối phó với Trung Quốc. Ông nói, họ đã thất bại trong việc đấu tranh cho người dân nước Mỹ. Tổng thống Trump là tổng thống đầu tiên mà tôi thấy thực sự chống lại Trung Quốc khi nước này gian lận kinh tế, chống lại Trung Quốc khi họ thao túng tiền tệ và đánh cắp tài sản trí tuệ. Lực lượng cựu chiến binh sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vào năm 2022 và 2024. Cuộc bỏ phiếu của các cựu chiến binh không phải là đơn lẻ vì các cựu quân nhân là một nhóm đa dạng, nhưng vì thái độ bảo thủ xã hội phổ biến trong quân đội rõ ràng qua các phân chia nhân khẩu học, các cựu chiến binh có xu hướng bỏ phiếu theo đảng Cộng hòa. Theo Military Times, vào tháng 11 năm 2020, một cuộc thăm dò ý kiến buổi sáng của hơn 2.700 cử tri quân nhân và cựu chiến binh vào tháng trước cũng cho thấy 62% cựu chiến binh dự định bỏ phiếu cho Trump và 32% cựu chiến binh dự định bỏ phiếu cho Biden. Theo ghi nhận của NPR, chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cựu chiến binh là điều cần thiết cho cơ hội chiến thắng của Tổng thống Trump vào tháng 11 năm 2024.
Theo Newsmax, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Tổng thống Trump đã giành được số phiếu của các cựu quân nhân với tỷ số chênh lệch lớn vào năm 2016. Và nếu bạn nhìn vào các bang có số phiếu gần kề, cuộc bỏ phiếu của quân đội thậm chí có thể đã bằng toàn bộ tỷ lệ chiến thắng. Trên thực tế, các cuộc thăm dò dẫn đến cuộc bầu cử cho thấy Tổng thống Trump cũng được các cử tri có khả năng thuộc các hộ gia đình quân đội ưa thích tương tự. 61% xem ông ấy có lợi và 37% xem ông ấy không có lợi, theo The Morning Consult. Vào năm 2022 và 2024, tỷ suất lợi nhuận của đảng Cộng hòa sẽ tăng lên. Một lý do lớn cho nó sẽ là vì thất bại của Joe Biden tại Afghanistan. Không chỉ